Sau việc giảm cân thần tốc để đóng phim, Thuận Nguyễn giảm đến tận 23kg gầy trơ xương, Kiều Minh Tuấn buộc giảm liền chục ký. Đầu thì anh bỏ cơm nè, sau đó thì bỏ thịt, sau đó thì bỏ rau luôn, nước thôi. Lúc đầu chỉ uống nước mía để tập, sau đó thì chỉ uống nước lọc bình thường thôi. Thuận Nguyễn. Tháng 3 năm 2021, hình ảnh Thuận Nguyễn gầy guộc cởi trần nằm ngủ ở phim trường từng gây xôn xao cộng đồng mạng. Mãi cho đến khi bộ phim điện ảnh Bảy Ngọt Ngào được ra mắt, anh chàng này mới dám tiết lộ câu chuyện giảm thần tốc 23kg trong vòng 3 tháng rưỡi. Được biết vai Ken trong Bảy Ngọt Ngào chính là vai diễn điện ảnh đầu tay của Thuận Nguyễn. Chính vì vậy, anh muốn dồn hết tâm huyết cho nhân vật này. Cụ thể, nam diễn viên cho biết thời điểm phim mới bấm máy, bản thân chỉ được ăn rau và thịt trong mỗi bữa, sau đó cắt giảm dần và chủ yếu là uống nước, từ nước mía đến nước lọc. Thậm chí một ngày trước phân cảnh yêu cầu nhân vật suy nhược cơ thể, Thuận Nguyễn đã không uống nước để toát ra sắc vóc khô cằn. Đặc biệt, lúc quay phân cảnh cuối cùng, anh chia sẻ mình không thể đứng vững được nữa mà phải vịn vào tường để đi. Chính vì vậy, ekip làm phim đã mời bác sĩ thường xuyên theo dõi tình hình sức khỏe của nam diễn viên. Mặc dù ép cân cực khổ, nhưng Thuận Nguyễn cho biết anh rất hài lòng vì đã mang đến cho nhân vật của mình những cảnh quay chân thực nhất mà không cần phải can thiệp đến kỹ xảo hay hóa trang quá phức tạp. Kiều Minh Tuấn. Đảm nhận một vai diễn trong bộ phim Anh Trai Yêu Quái, Kiều Minh Tuấn cũng chăm chỉ tập thể thao, kiêng ăn tinh bột và dầu mỡ để giảm 10kg cho phù hợp với vai diễn. Tuy nhiên, nam diễn viên cũng từng thừa nhận bản thân phải giảm cân nhanh chóng để đóng bộ phim này vì cơ thể anh quá mập. Kiều Minh Tuấn là diễn viên nổi lên từ bộ phim Đình Đám bị cấm công chiếu Bụi Đời Chợ Lớn. Anh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, tên tuổi của anh còn được khán giả biết đến và yêu mến qua vai nam chính trong phim Em Chưa 18 của đạo diễn Lê Thanh Sơn. Đức Hải. Khán giả từng đã quá quen thuộc với phong cách chỉnh chu và bảnh bao của Đức Hải trên màn ảnh. Chính vì thế, khi nhìn thấy tạo hình của anh trong bộ phim Người Tình đã khiến nhiều người bị sốc. Được biết khi nhận vai diễn mới, anh đã lập tức lao đầu vào việc giảm cân 10kg thần tốc trong vòng 3 tuần để phù hợp với nhân vật. Đức Hải từng chia sẻ về phương pháp giảm cân bằng cách chỉ ăn các món hạt kèm theo thịt cá mỗi tuần một lần và bổ sung nước ép làm từ dưa leo, bí xanh, chanh. Ngoài ra, để đốt cháy calo nhanh chóng, nam diễn viên còn đều đặn chạy bộ 10km hoặc đạp xe 20km mỗi ngày. Tuy nhiên, cựu siêu mẫu cũng thừa nhận việc giảm cân đột ngột từ 75 xuống 65kg trong thời gian ngắn rất khó khăn, đồng thời cũng ảnh hưởng ít nhiều đến sức khỏe thể chất và tinh thần của anh. Đặc biệt, Đức Hải từng khẳng định bản thân không ngại thay đổi cạo trọc đầu để chinh phục khán giả bằng vai diễn đậm nét đầy ấn tượng. Trần Lực. Nghệ sĩ ưu tú Trần Lực khi hóa thân vào vai Trịnh Công Sơn trong bộ phim Em và Trịnh cũng có một màn giảm cân thần tốc. Vì quá yêu thích vai diễn, anh không chần chừ mà đồng ý với một tháng thử thách hóa thân, từ việc nghiên cứu thần thái của cố nhạc sĩ cho đến ăn kiêng để giảm 10kg và nuôi tóc dài. Trong bộ phim Em và Trịnh, nam diễn viên đã trau chuốt hình thể cho giống với cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Hơn nữa, Trần Lực còn tự mày mò học ngôn ngữ mới, từ học nói tiếng Huế đến tiếng Pháp một cách chuyên nghiệp. Sự thay đổi ngoại hình quá nhanh chóng của nam diễn viên khiến các thành viên trong đoàn phim và gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vô cùng bất ngờ. Nghệ sĩ ưu tú Trần Lực cho biết, được hóa thân thành Trịnh Công Sơn, tôi sẽ được sống với những niềm vui, nỗi buồn, những được mất của người nhạc sĩ tài ba mà mình ngưỡng mộ. Mỗi vai diễn là một nhân vật khác nhau, đòi hỏi diễn viên phải luôn đa dạng trong cách biểu cảm, thậm chí là thay đổi cả ngoại hình để nhập vai một cách tốt nhất. Chính vì vậy, những ngôi sao showbiz như Thuận Nguyễn, Kiều Minh Tuấn, Đức Hải, Trần Lực đã không ngần ngại hy sinh vẻ ngoài của mình, giảm cân thần tốc để nhập vai, khiến khán giả vô cùng nể phục. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì Điện Ảnh.net là nơi dành cho bạn.